Giới thiệu với các bạn, đây là cái bộ phụ tùng chế xe cho người già, người yếu chân tay nhé. Bộ này thì sử dụng phanh dầu hết đấy, có khung này. Nói chung là nó hoàn thiện đến khoảng 80-90% rồi, khung có hết rồi. Về các bạn chỉ hàn phần bắt giảm xóc, cố định giá chắn bùn. Đấy, giá chắn bùn và khớp cắc đang thì có sẵn đây rồi, về chỉ điều chỉnh khẩu độ nữa thôi. Tay phanh dầu bên tay trái là có khóa chống trôi này, đây cái khóa này là để chống trôi khi đậu dừng này, dây dầu vừa đủ. Là cái cầu thì có loại 60, 65, 70 và nhiều hơn, nhưng tuy nhiên thì làm cái loại càng ngắn càng tốt. Bánh này là bánh lốp Ablet nhé, 80 trên 90 trừ 14. Lốp có xăm, bởi vì cái vành này nó không sử dụng lốp không xăm được, cho nên là phải dùng lốp có xăm. Chắn bùn thì có màu đen, màu trắng, màu xanh, màu đỏ thì tùy các bạn lựa chọn. Và mặc định là sẽ đưa cho khách hàng màu đen nhé. Thì bên em thì cũng không trực tiếp làm sản phẩm đâu, nhưng mà khách hàng mua về thì vẫn cứ làm tốt, cho nên là xin khẳng định được là bộ này là hoàn toàn có thể lắp đặt được trên các loại xe số. Thế còn cách lắp đặt thì các bạn có thể tham khảo một số cái hình ảnh bên em sẽ đưa trong cái cuối video. Tất nhiên là quá trình lắp đặt thì phải có thợ cơ khí, chứ còn những các bác chân tay đã yếu thì lắp đặt là rất khó. Đấy, nhưng mà cho bên thợ cơ khí người ta là làm được, có chuyên môn một tí thì cũng là không vấn đề gì cả. Đây, chọn bộ như này, giá thành sản phẩm thì xin vui lòng xem ở dưới phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.